con quay lại đây nè. Quay lại đây có chỗ nè. Trời ơi. Quay lại đây. Quay lại đây con. Đúng rồi. Hay quá. Chơi. Rồi. Quay qua đây. Cái này là trò vận động chứ không phải là đồ chơi điện tử mà tự động đâu. Mà bỏ chân lên. Bỏ chân lên bấm nút cái nó chạy đâu có đâu. Ừ. Nè mẹ đang quay con này, con nhìn vô đây nè. Rồi con đi đẳng tiếp đi. Đi đẳng leo lên ngựa đây, đẩy ngựa lên đây. Chỉ cho các em nhỏ chơi nha. Bữa nay chị Thảo Chi chơi con ngựa đẩy, chỉ cho các em nhỏ chơi nha con. Rồi con chơi sao, leo lên sao. Hay quá. Rồi con đẩy đi sao. Gì đó hả? Hay quá. Hay quá. Đẩy tới đây rồi. Rồi quay lại cha đi. Con quay xe lại cha. Hay quá. Rồi con đẩy lại cha đi. Rồi quay cái này là cho Thảo Chi lên YouTube được rồi. Giỏi lắm. Ôi trời ơi, sảy ngựa hả? Phát hiện ngay kiểu mới. Rồi con đẩy lại cha đi. Bắt đầu luôn hả? Rồi con lùi lại đi. Ồ đứng lên luôn kìa. Nhiều trò quá. Rồi con lùi lại đi. Chuyên nghiệp quá. Chị Hai Thảo Chi quá chuyên nghiệp rồi. Rồi con lùi lại đi con. Đứng chơi có một chỗ vậy. Ui ui ui. Sợ quá. Sắp sửa bị con ngựa đụng rồi. Mình đi qua đây.